いいですか。じゃあ皆さんね、今皆さん日本語に訳してくださいね。Bây giờ chúng ta sẽ có phần về phần ôn tập. Các bạn hãy luyện các câu sau, dịch các câu sau sang tiếng Nhật nhé. Xem bạn có tình huống như sau. Căn phòng rất bẩn, hãy lau dọn đi. Bẩn là gì? Bình thường chúng ta sẽ có dùng tính từ là gì? Kitanai. Soshite kudasai. Đơn giản như vậy đúng không? Và bây giờ chúng ta sử dụng tự động từ đó chính là gì? Kono heya wa nyogorete imasu kara soshite kudasai. Dozo. もう一度ね、この部屋は汚れていますから掃除してください。どうぞ。Tình huống thứ hai, chúng ta nói là hôm qua, vì là gì? Hôm qua có bão nên là cây to đủ. Cái cây to ở gần nhà tôi bị gãy hoặc là bị đổ đôi mascara.Bão là gì? Thai phu. Và thời gian hôm qua chúng ta sẽ nói là gì? Kino thai phu deshita kara. Được rồi. Uchi no chikaku no ki ga orete shimaimasu. Hoặc là gì? Uchi no chikaku no ooki ki ga orete imasu. Được rồi.いいですか。ちょっと長いな。昨日台風ですから。すみません。昨日台風でしたから。どうぞ。うちの近くの大きい木が折れています。どうぞ。いいですか。ちょっと勝手に本暗くだが。Si matemas, dozo. Chúng ta nhìn thấy cái điều khóa vẫn nó ví dụ như là các bạn đi từ hôm qua các bạn đi làm về, các bạn quên, bạn thấy là điều khóa sáng nay lên, điều khóa vẫn bật. Chúng ta sẽ nói là gì? Aircon ga tsuite imasu, dozo. Một chút nữa nhé.エアコンがついています。どうぞ。chúng ta nhìn thấy cái khóa cặp của các bạn ấy là vẫn mở. Chúng ta sẽ nói là gì? カバンが開いていますよ。どうぞ。もう一度ね。カバンが開いていますよ。どうぞ。các bạn bây giờ sẽ dịch một số câu sang tiếng Việt nhé. あなたのカバンが穴が開いていますよ。どうぞ。もちろんね。あなたのカバンは穴が開いていますよ。Có nghĩa là gì ạ? Chiếc cặp của bạn có lỗ thủng. Ana là lỗ thủng. Desu ka? Kotte imasu kara. Kotte imasu kara. Kiyotsukete kudasai. Kotte imasu kara. Kiyotsukete kudasai. Dozo. Koru. Chính là gì? Đóng băng. Vậy là gì?Chỗ này bị đóng băng hay đoạn đường bị đóng băng, cho nên là kiyotsuke te kudasai là hãy gì? Chú ý hoặc hãy lưu ý. Ii desu ka? Tiếp nữa. Kono koppu wa kakete imasu. Koppu là gì? Cái cốc. Kakete imasu là gì? Chiếc cốc này bị nứt rồi. Ii desu ka? Chúng ta nói một cái hành động trong quá khứ.Trong quá khứ chúng ta sẽ đi với vete imashita. Ví dụ mình nói là buổi sáng nay đường rất là đông chẳng hạn. Kesa michi ga konde imashita. Dozo.
nhìn thấy cái túi của bạn của mình bị rách chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ nói là gì? Hukuro ga yaburete masu, dozo. Hukuro ga yaburete masu. Ii desu ka? Chúng ta nhìn thấy michi ga kondemasu kara. Chứ đây này, michi ga kondemasu kara, mochiron kuruma toka baiku ga nakanaka ugokimasen. Dozo. Đường, vì là đường đông cho nên là gì? Kuruma nakanaka cộng với phủ định mà, mãi chấm chấm mà không may, nghĩa là gì? Đường rất là đông cho nên là ô tô không nhúc nhích được, mãi không nhúc nhích được. Ii desu ka? Chúng ta có một tình huống nữa. Kino taifu ga kimashita. Ga kimashita là đến. Kino taifu ga kimashita. Ie ga kowaremashita. Vì à, hôm qua là gì? Bão đến làm sao? Nhà bị kowa, đổ hỏng. Ii desu ka? Kowaremashita. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nó làm gì? Ima do desu ka? Ie ga? Thế cái căn nhà đấy bây giờ như nào rồi? Thế bây giờ là gì? Trạng thái hôm qua nó bị như vậy, và hôm nay thì nó vẫn là gì? Kowarete masu. Ii desu ka? Ở đây chúng ta sẽ chú ý một chút liên quan đến tha động từ với tự động từ. Tha động từ là hành động, là chủ thể, là con người. Ví dụ tôi hoặc các bạn tác động, tức là dùng cái hành động. Ví dụ như ăn này, nói ăn cái gì, ăn cơm, ăn cái gì. À, ăn thịt, ăn cái gì, ăn cá. Thì cái trước cái động từ đó sẽ là trợ từ ố và đi với thân ngữ. Ii desu ka? Và chúng ta thấy rằng là chúng ta tác động con người trực tiếp vào đó, và chủ thể luôn luôn là con người. Hoặc là tôi mở cửa, watashi wa doa o akemashita. Ii desu ka? Hoặc là gì, tôi bật điện, denki o tsukemashita. Ii desu ka? Hoặc là gì, tôi làm hỏng cái ghế chẳng hạn. Isu o kowashimashita. Ii desu ka? Tôi tác động vào những hành động đó, và thường động từ sẽ đi với trợ từ o. Ii desu ka? Nhưng tự động từ thì tự bản thân nó đã như vậy, hoặc kết quả của một cái hành động trước đó. Ii desu ka? Và nó thể hiện một cái trạng thái và không có con người động vào cho cái động từ đấy, và đó được gọi là tha tự động từ. Ii desu ka? Và phần tự động từ các bạn phải học thuộc. Ii desu ka? Và trước cái động từ, tự động từ đó thường là trợ từ khá. Và khi nói đến trạng thái như vậy thì trước đây chúng ta đã học về temas là thể hiện trạng thái sundemas, đúng không ạ? Hoặc là gì, shitemas, biết ý. Thì chúng ta cũng đi với vtemas, và trong phần này nó cũng là thể hiện trạng thái, nó sẽ đi với vteimas. Ii desu ka? Và nó thể hiện đó là những cái hiện tượng, những sự vật. Ii desu ka? Ví dụ vừa cái hành động, kết quả của hành động là gì? Doa o akemashita. Vậy là kết quả của hành động là gì? Doa ga aitemasu. Thì cái trường hợp doa ga aitemasu chính là gì? Tự động từ. Hoặc chúng ta nói rằng là gì? Denki o tsukemashita. Và kết quả của nó là gì? Denki ga tsuitemasu. Là gì? Điện sáng. Tôi làm đổ, xin lỗi, tôi làm hỏng cái ghế chẳng hạn, thì cái ghế nó bị hỏng, vậy là isu ga kowarete imasu. Ii desu ka, minasan? Vậy là đến đây chúng ta đã nghiên cứu xong liên quan đến tự động từ. Mình nhắc lại, liên quan đến tự động từ chúng ta lưu ý, trước hết là diễn tả trạng thái, động từ luôn luôn chia ở vt imasu, và trước cái động từ đó thì đi với trợ từ ga. Chúng ta có thể chuyển trợ từ ga đó thành trợ từ vại để nói đến chủ đề của vấn đề, chủ thể của vấn đề, và cái danh từ đứng đằng trước đó luôn luôn kono hoặc sono hoặc ano cộng với cái danh từ đó. Ii desu ka? Ngoài ra, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khi chúng ta nói đến kết quả của hành động, nó thể hiện kết quả và không biết ai đó làm, thì luôn luôn sẽ là tự động từ. Liên quan đến phần này, các bạn chỉ bằng cách học thuộc. Ii desu ka, minasan? Chào minasan, tsugi no video o machi kudasai. Domo arigatou gozaimasu.